Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê em An Giang nha. Dạ thì hôm nay mình quay trở lại viện dưỡng lão ở thành phố Long Xuyên nha. Dạ thì mình thay mặt chị Phương và anh Thành ở bên Nam Úc để trao quà cho các cụ ở đây nha. Dạ thì trước khi trao quà đó, em thay mặt các cụ và mấy bé ở đây gửi lời cảm ơn đến chị và anh rất là nhiều nha. Chúc cho gia đình của anh với chị có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc trong luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha anh với chị. Dạ. Bây giờ thì mình cũng cho cả nhà xem thì cái món quà này thì một phần như vậy đó là 150.000 nha quý bà cô chú. Thì gồm có là một cái chai dầu gội Lifebuoy. Này nó tặng cái gì hả chị? Nước rửa tay. Bên đây là nó tặng chai nước rửa tay nha quý bà cô chú. Còn đây là cái khăn lọc tháo cái giùm em chị. Đây là một chục bịch sữa Fami này nó có canxi luôn, dành cho mấy cụ thì rất là tốt nha quý bà cô chú. Thì cái phần của mình thì có phần thì mình sẽ là tạ kèm cái nước rửa tay, thì có phần mình có kèm là kem đánh răng. Vậy là cái quà tặng đó là chai kem đánh răng với nước rửa tay hả chị? Với nước rửa tay. Dạ. Còn khăn thì mình có nhiều màu. Đây. Dạ. Bên đây thì kem đánh, tặng quà tặng đó là kem đánh răng BS nha quý bà cô chú. Dạ. Cái này thì mình sẽ chắc lên cái chiếc xe này bắt đầu mình đẩy từng phòng. Cũng quý bà cô chú, sữa này là sữa mình là sữa Fami đậu nành mà có dành cho người già nên ở đây là có cái thùng thùng lớn luôn. Ờ đúng rồi, mình về mình vận chuyển lên đây đi ha. Mình chắc lên đây đi. Đó nè trời. Nhớ cái má. Bắt nhớ cái má. Một thùng gì hình như hai mấu phải không chị? Ba mấu. Cái này mình bỏ thùng lại cũng được nó chơi. Dạ không cần xách thùng đâu, để gì là được rồi. Để vô vậy á sợ chở là nó bị dạ. Ra ngoài để mà thùng vô để chở. Chưa đem chắc cái này ra. Thì anh với chị thì cũng được biết là các cụ ở đây cũng đang thiếu dầu gội nè, khăn và sữa uống. Thì chị Phương và anh Thành cũng tặng những cái món mà các cụ sử dụng các cụ cần thiết nhất. Đầy xe cái mình đi chiến nha chị. Xong rồi cái mình lấy nữa. Đầy chưa? Đầy được phải không? Nè. Rồi, đẩy nha. Bây giờ mình qua khu nào trước chị? Khu đây ha. Rồi. Mà quý bà cô chú đi cùng với mình nha. Tới phòng mấy cụ. Đây hả chị? Rồi. Bốn hả? Chị xách hai, em xách hai. Giỏi con, giỏi. Nè con nhận trước đi. Giỏi. Cảm ơn con nha. Cho mẹ có sữa nha con. Có sữa nữa đó, với dầu gội, với nước rửa tay nha. Dạ, rồi chị gỡ cái phần này em để lại cho chị. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Ủa vậy là bé đi học nghề hả chị? Vậy gửi đây ha. Dạ. Rồi. Ngoan đó. Con mới vô. Rồi nè, con xách nãy không? Cảm ơn anh.
con đưa. Giỏi. Con để dép lên kệ đi, con để dép lên kệ. Được ha. Nè con. Rồi đủ, đủ. Rồi, con gái được không? Đây 6 bên đây 6. 2 4. Bé nhỏ chứ. Con bé nhỏ. Dạ. Bé nhỏ nữa. Con nhỏ của em. Con chị hả? 6 hả chị? Này là mình đốt rồi. Với con. Cái này sữa con, với khăn. Với chai nè. Cái này là dầu gội nha. Còn cái này là chai nước rửa tay. Nha. Còn cái này khăn, còn cái kia sữa, chục bịch sữa nha. Dạ. Ừ. Sữa đó dành trưa con uống ha, với tối. Rồi. Dạ. Rồi cắt đi con, đem đi cắt đi con. Rồi rồi. Rồi vậy là này hai phần còn hai bé. Ừ. Bé ơi. 82 phần. Ờ 82. Có mai ra đủ chị ơi. 82 phần đó chị. Tại một thùng như vậy là nó tới mấy gói lần á. Dạ. Dạ, nên mình cũng xin bổ sung thêm là anh với chị đó là trao là 82 phần nha quý bà cô chú. Dạ thì lúc trước á, thì chị Kiều bảo là 90 người nhưng mà do về quê thăm nhà đó mấy các cụ rồi đó với một số thì chị bệnh á, cho nên hiện tại là số lượng còn là chỉ 82 thôi. Thì trong đây là 82 phần. Dạ. Chào cụ. Dạ chào cụ. Thấy để không được ba người không mà cái này lấy. Chào cụ nha. Hôm nay Mạnh Thường Quân tặng cho các cụ đó là sữa, dầu gội, khăn tắm. Dạ dạ dạ. Dạ, để đây cho cụ nha. Dạ. Chào cậu, cho con vô đây trước. Dạ, con gửi cậu nha. Dạ, dạ, dạ. Cái này có sữa nha cậu. Sữa không đây? Dạ, dạ. Dạ, đây là sữa Family. Này là khăn, khăn tắm. Dạ. Cái chai này là nước rửa tay nha cậu. Dạ. Còn đây là dầu gội. Cái này dầu gội. Cái này gội, cái này rửa tay. Dạ, cái này nước rửa tay. Dạ, dạ. Dạ, dạ, con đi nha cậu. Dạ, 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 dạ. Rồi, đủ hả chị? Dạ, con chào cụ. Dạ, 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 con ở trong đi ra hả chào cụ. Dạ. Con chào cụ. Cho con để. Cái này dầu gội. Dạ. Còn cái này là chai nước rửa tay nha cụ. Cái này chai nước rửa tay. Dạ, còn này dầu gội. Dầu ở đầu ha. Dạ, dạ đúng rồi, đây là khăn tắm. Ừ. Còn đây là sữa. Sữa cho cụ nha. Dạ. Dạ dạ. Chào cụ. Dạ cụ. Đây là phần của cụ nha. Dạ. Thì đây. Đây là chai dầu gội, này nước rửa tay. Còn đây là cái khăn tắm. Đây là sữa nha cụ. Dạ dạ dạ. Cậu chú cho mấy con. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Dạ có cảm ơn cụ nha. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ đủ rồi. Dạ con đi nha cậu, con đi cậu. Dạ dạ. Bốn hả chị? Mới lấy vô phần. Dạ con chào cụ. Trời. Con gửi phần quà cho cụ nha. Trời. Dạ dạ nè cụ ơi, đây nè, đây là dầu gội nè nghe cụ. Dạ biết rồi, biết rồi. Đây nước rửa tay. Dạ dạ, dạ dạ. Có sữa nữa đó cụ. Dạ. Dạ con chào cụ. Con để cho đâu đây? Con để trên đây cho cụ ha. Dạ. Rồi, có sữa nha cụ ơi. Dạ dạ. Vậy là còn một ố vô này chưa hả chị? Bốn phần rồi, anh nói bốn không biết bốn năm thấy năm giường nè chị. Phòng này mấy? Dạ có bốn hả chị? Bốn hả? Có giường trắng. Dạ dạ. Rồi
Đi kịp không con? Hôm nay Caramel là bé An nha quý bà cô chú. Đây mấy chị ơi? Dạ, 5 chị. 5 hả? Rồi em ba đó chị. Dạ. Dạ con chào cụ. Dạ. Cho con gửi phần quà cụ ơi. Dạ cảm ơn. Dạ. Có sữa nè nè, dầu gội khăn rồi luôn nha dạ, bà. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Con gửi cụ nha dạ. Chị Sáu ơi, cậu lấy xe lên nha. Để em xách cái điện cho nhỉ. Tầm 2 hả? 2 à. Rồi bây giờ mình tới trên khu trên lầu nha quý bà cô chú. Dạ con chào cụ. Dạ. Cho con gửi. Dạ. Dạ. À, một một người dạ, một phần. Người. Dạ. À, vậy là cụ nhận cho cụ này luôn ha. Dạ dạ dạ. Dạ không có gì cụ ơi. Dạ, cảm ơn dạ. Nhiều lắm. Dạ dạ. Trong đây có sữa nha cụ. Dạ cảm ơn nhiều lắm. Sà ngon quá. Dạ sữa khăn. Dạ. Dầu gội với kem đánh răng. Dạ. Quá dạ, dạ. Dạ dạ. Hên xui nha, có khi là kem đánh răng, có khi là rửa tay. Dạ đúng rồi, tại cái quà tặng á. Quà tặng nên là cái quà đó. Thành cảm nha. Dạ dạ. Mình đi bên đây trước cho xong. Bên đây hả chị? Dạ dạ. Dạ con chào cụ. Cho con gửi phần quà nha cụ, thay mặt Mạnh Thường Quân con gửi. Dạ. Dạ. Đây thì quà tặng này là chai nước rửa tay. Dạ, dầu gội, sữa, cái khăn lau mình nha cụ. Dạ cụ, con chào cụ. Đây con mở ra cho cụ xem. Dạ. Quà tặng của cụ cũng nước rửa tay luôn. Dạ. Sữa dưới này nha cụ. Dạ. Dạ, con xin phép cụ con đi nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Chai đụng đụng tính nó đổ. Dạ dạ. Bốn cụ hả chị? Còn bảy đâu? Chào cụ. Dạ, con thay mặt Mạnh Thường Quân gửi quà cụ nha. Trời, cảm ơn nha. Dạ, trong đây có sữa nha cụ. Dạ, dạ. Sữa với dầu gội vô. Dạ, cho con gửi cụ. Dạ. Dạ, dạ không có gì cụ. Dạ dạ. Thôi con xin phép cụ cũng đi nha. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ con chào cụ. Chào cô. Dạ. Cái này sữa, quà tặng này là kem đánh răng rồi. Đây, dạ, chai dầu gội, kem đánh răng. Sữa với khăn nha cô. Dạ, dạ, dạ. Chào bà, phần của bà đây. Dạ. Nó cũng giống nha. Ủa? Chị, cái này chai dầu gội rớt đâu rồi? Rồi, vậy là nó sót dưới rồi kìa. Để thằng chị đem theo máy xe kìa. Để xuống dưới, chở cái thằng khác. Vậy hả? Nó rớt chai dầu gội đâu dưới rồi? Bởi cái bình này không có chai dầu gội, nó rớt ở dưới hết rồi. Bởi kiếm một thằng hoài không biết ở đâu, bán theo xe đặng nữa phần nào. Trên xe chị hả? Xe gần ngoài xe nè, để xuống dưới lấy liền. Vậy vậy chị lấy đi nữa em, chị cứ đưa cho ngoại đi nữa em lấy cái chai đó em đem lên cho. Ở dưới xe em. Không thì nữa có để gì. Em chút chị mượn ai đó bán ngoài xe. Ừ, thì mượn mình nó đem lên sao? Giờ mình đi mất công chị lên chứ xuống nha mấy chị. Thì vậy, đưa cho ngoại vậy em để đây một chút nữa chị bổ sung cái chai dầu gội lại cho sao hay cho em ha. Tối vô hết mỏ dạ. Rồi còn chai dầu gội một chút nữa cái chị Yến á mang lên cho cụ nha. Tại nó rớt dưới xe. Cảm ơn. Dạ dạ. Dạ con bổ sung cái chai dầu đó lên như tại. Dạ. Vậy chị nhớ cụ đó nghe chị. Dạ. Chị đem lên liền, con lấy lên liền. Rồi con đây cũng bốn luôn.
Còn trai không biết kiếm quà không biết nằm ở đâu. Vô thiếu hả chị? Vô còn không biết bằng. Nó gớt kìa. Gớt á. Đem mấy củ kìa. Dạ bốn. Bốn rồi hả chị? Bốn. Chào cô. Đây, phần này có cơ nha. Có sữa này nha cô. Vào gọi nước rửa tay. Với khăn. Dạ dạ. Chào cậu. Dạ, đây cậu ơi. Cái này nước rửa tay nha cậu. Vào gọi. Cái này vào gọi. Còn cái này nước rửa tay nha cậu. Còn cái này là xăng lau mình. Còn đây là sữa để dành cho cậu uống nha. Dạ dạ. Chục bịch sữa. Dạ, cái này bên đây dạ. Thì mình cái phần của bà thì có cái chai kem đánh răng. Dạ. Cô ăn mẹ. Cô đây bà có cô này. Dạ. Dạ. Cô mẹ. Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi mình đi ra mà bên đây chị. Vẹo qua đây hả? Khó vẹo hả? Mình sách hả? Dạ. Ba hả chị? Ba. Chào cô. Không biết vô đại đi mà. Dạ dạ thôi để ngoài. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ dạ, này có sữa nha nha cô. Dạ, có quá ngon. Dạ, vào gọi nước rửa tay. Dạ. Khăn lau mình. Trời ơi, quá tốt rồi. Cảm ơn cô nhiều. Dạ dạ dạ, không có gì nha cô. Dạ con chào cụ. Dạ, dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ dạ, đây cụ. Dạ, dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ dạ dạ. Này là sữa nha cụ. Dạ, dạ. Dạ, này khăn lau mình. Này nước rửa tay. Dạ. Này vào gọi. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ dạ dạ, không có gì cô. Dạ dạ. Dạ con đi ba ơi, đi ba. Dạ. Dạ. Đi nha cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ dạ. Dạ. Rồi chị sách một nha. Chào anh. Dạ dạ. Chào anh. Dạ. Gửi phần quà cho anh nha. Chú chứ. Chú. Dạ. Này có sữa nữa nghe chú. Dạ. Đây kem đánh răng. Dầu gội. Dạ khăn tắm. Dạ sữa nha chú. Dạ. Chào cụ. Phần của cụ cũng giống nhau luôn. Giống bên kia luôn. Dạ nó cũng y vậy á. Dạ. Này. Này con dựng lên thôi để nó đổ ạ. Dạ rồi, con xin phép cụ con đi nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ đi anh ơi, dạ. Đây mấy vậy chị? Dạ ba chị. Ba hả? Chào ông. Ở trong đó là một người nó hả hả cụ. Dạ dạ. Thôi cụ nhận trước đi ha. Dạ. Đây là của cụ này nha. Có sữa nó nghe cụ. Ừ. Dầu gội. Còn này nước rửa tay nha cụ. Ừ. Dạ đây là khăn tắm. Dạ dạ. Dạ. Dạ đây. Dạ cái này thì cũng có rồi. Dạ. 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 Dạ chú cho con gửi cái giường bên đây nha chú. Dạ. Ở trong nhà vệ sinh này. Dạ. Ê, ê, dẹp cái ghế. Bên đây là chạy thẳng hả chạy? Dạ. Dạ, cái cụ chạy thẳng là 12. Phòng phòng nào đậu này bao nhiêu chị? Phòng đậu nhiêu vậy đó? 4 điều. Chưa 4 điều hết trơn. Mới lại đó nè. Để mấy cô chú đi chạy thẳng hả chị? À, dạ chú, con gọi chú đây nha. Dạ. Đang còn hai người đó. Còn hai người bên đó nữa chị. Dạ dạ. Con có. Dạ, đây có sữa nữa nha dạ, chú. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Thì những cụ mà đi chạy thẳng đó thì mình gửi để trên giường nha quý bà cô chú. Dạ, chị cảm ơn mấy cô nhiều lắm ha. Dạ không có gì bà ơi. Dạ. Chúc bà uống sữa ngon miệng nha, có sữa dạ, nha bà. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ thôi cứ đó bà. Dạ, cảm ơn dạ. Hai cô ha. Dạ dạ dạ. Dạ.
Chị sắp cho mấy bịch rồi chị? Dạ ba. Ba hả? Không đập. Ủa vậy là mình còn có 11 nữa chứ. Bên đây mấy bịch? Bên đây 1, 2. Đủ rồi. 2 bịch đủ hả hả chú? Dạ bên đó có đủ rồi chị. 3 bịch đủ rồi hả? Dạ. 3 bịch 3 giường. Thấy không An ơi? 3 bịch thấy không? Dạ. Vì giường nào em để giường nấy hả chị? Em không biết cái giường nào đúng nữa. Vậy hả? Tại vì có người ta nuôi bệnh đó. Nuôi bệnh hả? Bên đây đi 4 thôi. 4 thằng nó vậy, bên đây là 4 thằng. Dạ dạ dạ. Dạ, 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 có người mới mắc vậy là dư phần đó hả? Dạ, dư một phần, dư phần 11 rồi chị. Vậy thôi, em gửi nhân viên lê lê luôn đi chị. Em gửi cho nhân viên luôn đi. Dạ. Dạ. Chị chào luôn chị Dung rồi. Chào luôn đi chị. Lấy cái bị lại cho em đi. Dạ thì chị Phương với anh Thành ơi, thì cái số lượng đó là 82 nhưng mà do có một cụ mới mắc đó, chỉ còn có 81 thôi, cho nên là mình còn một phần lại mình gửi cho nhân viên ở đây luôn. Dạ thì sau cái video á, em gửi lời cảm ơn đến chị Phương và anh Thành lần nữa nha. Chúc cho anh với chị có thật nhiều sức khỏe. Dạ, và mình cũng không quên lời chúc đến quý ông bà cô chú anh chị tất cả các bạn nha, có một ngày mới thật là vui vẻ, thật là ấm cúng bên gia đình nha. Và mình xin chào và hẹn trong video lần sau nha. Bye bye.